nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Kiểm Ca nha. Ngày mới chúc cả nhà nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe và luôn thành công mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ quay chia sẻ tiếp cho mọi người về một phong cảnh miền quê ở tại nông thôn, cũng gần nhà mình đó mọi người. Thì bà con nông dân ở quê mình đang trồng bầu á, mùa này mùa mưa thì kỹ thuật trồng bầu đặc trưng tại quê á thì ta sẽ làm thành một cái vàng giống như này mọi người đó. Mời mọi người đi tham quan vàng bầu với mình nha. Coi coi dưới này coi trái có nhiều không nha mọi người. Rồi, coi mình quay cái này là buổi chiều nha mọi người. Buổi chiều rồi mát rồi, cho nên đó là buổi sáng thì bà con nông dân mấy anh chị là đã hái rồi, giờ còn lại những trái mà chưa đúng lứa này mọi người. Đây bầu đây, mấy trái này nhỏ nhỏ chưa đúng lứa nha mọi người. Đó, cái này ngày mai là cắt được rồi nè. Bầu bây giờ thì bầu chợ người ta trồng một trái là khoảng hơn 1 kg rồi mọi người, không có trồng trái lớn như ngày xưa nữa đâu. Ham quá. Ở dưới này mình quay ở dưới vàng á, cho nên mình chỉ thấy trái thôi nha mọi người, không có thấy đọt bầu. Đọt bầu ở trên chút xíu mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người về cái mấy đọt bầu trên nha. Đó, trái thấy ham không, nhìn là thấy ham liền luôn á. Cái bầu này, trái này ngày mai sáng mai cắt thì được khoảng ký mốt ký hai. Rồi mình đi tham quan tiếp mọi người ơi. Sẽ chia sẻ cho mọi người xem về cái kỹ thuật mà trồng bầu tại quê mình nha. Ở đây thì đất bà con ta đang lên liếp nè mọi người thấy nha, lên liếp. Và ở đây thì trải thảm này, thứ nhất là không cho có cỏ nó không có lên được đó, người ta đục thành lưng lỗ như này, ta trồng cái bầu là dây bầu lên. Và bầu thì người ta sẽ làm vàng là căng bằng mấy cái dây nè mọi người, cho bầu bò lên. Ở đây thì hai bên thì ta cũng làm từng rãnh giống gì nè, rãnh này để chứa nước, mùa nắng thì chứa nước dưới này đang cho bầu nó hút nước lên. Và mùa mưa này thì cũng để là tháo nước, khi mà nước mưa nhiều á thì ta sẽ xả ra để cho đất khỏi bị động nước nha mọi người. Và bầu làm vàng như thế này thì cũng để cho trái nó đừng có phải đụng đất thì trái nó sẽ không có tốt và sẽ giá trị năng suất nó không có cao, giá trị kinh tế á, mình bán ra thị trường á, trái nó cũng không đẹp trái nữa. Đó là kỹ thuật á, kỹ thuật đặc biệt tại quê mình luôn á. Trồng bầu bây giờ đâu phải như xưa đâu, hồi đó mình trồng bầu mình để cho nó bò lan dưới đất, bây giờ là làm vàng gì hết. Mời mọi người đi tham quan với mình nha. Mà cái vàng bầu này làm cũng đơn giản lắm nha mọi người. Ta chỉ làm những cái chàm nè, cái tre, rồi ta căng dây này, dây nhỏ thôi. Dây này thì cũng không có tốn nhiều tiền đâu. Đó. Loại dây bẹ, dây trắng này nè, dây đen này nè. Rồi ở trên này ta cũng căng bằng dây luôn. Nha. Xa xa thì ta làm một cái chàm nè, xa xa làm cái chàm ở trên. Nha. Này là trồng 6 công nha mọi người. Đó, như trái này là ngày mơ cắt bán rồi nè. Bầu này nè. Còn mấy trái nhỏ này thì chắc 2 ngày mới cắt được.
Còn ở đây nụ cũng nhiều lắm nè, mấy nụ nhỏ nè mọi người đó. Bầu này thì mình đã ăn hơn một tháng rồi, cho nên số lượng trái nó giảm á mọi người, nó không còn nhiều trên dây nữa nha. Mời mọi người đi tiếp nha. Mọi người nãy giờ mình cũng dắt mọi người đi tham quan một clip ở dưới dàn bầu á mọi người. Bây giờ mình sẽ mời mọi người ngắm toàn cảnh phía trên của dàn bầu của mình nha. Đó mọi người ngắm đi, đọt rất là nhiều luôn mọi người, đọt non nó vúng lên luôn á, lá non cũng nhiều nữa đó. Nhìn đọt bầu là thèm nghĩ tới hấp cá lóc á. Ai mà ở miền Tây là thấy đọt bầu này là muốn hấp cá lóc liền á mọi người. Đó. Nhân dịp mà mình đi quay cái dàn bầu này chia sẻ cho mọi người luôn, thì mình sẽ chia sẻ cho các cô chú anh chị và các bạn xem được video của mình nha. Thì đọt bầu non này cũng có tác dụng, đó là ngoài vô vàng những cái bài thuốc mà trị sỏi thận, thì đọt bầu non này cũng có tác dụng là trị sỏi thận nha mọi người. Bằng cái kinh nghiệm dân gian và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân mình cũng đã từng bị sỏi thận và cũng đã từng đi bệnh viện nhiều lần và uống thuốc điều trị và cuối được mọi người và bà con chia sẻ. Thì cái đọt bầu non này mình sẽ luộc ăn hoặc là mình hấp cá lóc hoặc là nhiều cách chế biến khác nhau, mọi người cứ làm và ăn thường xuyên. Có thể cách một ngày mình ăn một ngày, hoặc là mình ăn 2-3 ngày rồi xong mình ngưng vài ngày rồi mình sẽ ăn tiếp tục, thì lúc đó sỏi nó sẽ tan lần nó tan nhỏ và có thể mình tiểu ra ngoài, và bản thân mình cũng đã tiểu sỏi ra ngoài nha các bạn. Cái đó là rất là hữu hiệu, sẵn đây thì mình chia sẻ cho mọi người luôn. Nếu mà anh chị nào xem được video này, hãy có những người nào thân thiết bà con hay những người hàng xóm láng giềng của mình bị bệnh sỏi thận thì hãy chia sẻ để mọi người làm theo, nó rất là hữu hiệu. Và mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ mình, và đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mọi người cùng xem cả nhà nhé. Bye.